Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bản tin tuổi trẻ Nghệ An tháng 3 năm 2019 của tỉnh đoàn Nghệ An. Trong chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính sau đây. Chương trình đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phòng với đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước. Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên dương thanh thiếu niên tiêu biểu và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019 lãnh đạo tỉnh chúc mừng tỉnh đoàn nghệ an nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh gặp mặt cán bộ cơ quan tỉnh đoàn nghệ tĩnh qua các thời kỳ hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia lễ phát động hướng rời trái đất ngày hội việc làm năm 2019 thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên tham gia lê khánh thành ngôi nhà khăn quảng đỏ hành trình báo cáo viên theo dòng lịch sử chương trình trải nghiệm một ngày làm sinh viên. Các cơ sở đoàn tiếp tục sôi nổi các hoạt động trong tháng thanh niên với chủ đề thanh niên tình nguyện vì cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. Sáng ngày 21 tháng 3 tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc phòng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đối thoại trực tuyến với đoàn viên thanh niên trong cả nước với chủ đề Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng. Trong năm 2018 vừa qua, hoạt động thanh niên nước nhà luôn có nhiều thành công và khởi sắc, đặc biệt bám sát chủ đề tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước. Nhiều công trình thanh niên ý nghĩa được xây dựng để lại nhiều ấn tượng đẹp về hình ảnh chiến sĩ thanh niên tình nguyện trong lòng quần chúng nhân dân. Tại chương trình đối thoại năm nay, thanh niên cả nước đã đặt ra nhiều câu hỏi đối với đồng chí Lê Quốc Phòng về một số nội dung nổi bật như làm sao để tăng cường các hoạt động tình nguyện có chiều sâu, hàm lượng tri thức cao và có giá trị hỗ trợ xã hội lớn, những cơ chế chính sách hỗ trợ cho thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện hướng tới hoạt động cho các tổ chức tình nguyện độc lập. Cũng trong buổi trả lời trực tuyến, đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn đã nêu lên một số định hướng kết quả trong hoạt động thanh niên. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư nhấn mạnh, chủ đề năm nay là chủ đề thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, tình nguyện là công việc chúng ta cùng nhau làm trong thời gian rất dài cho tới nay. Sức trẻ, tinh thần tình nguyện tiếp tục là thế mạnh, hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Việt Nam. Tối ngày 25 tháng 3, tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên dương thanh thiếu niên tiêu biểu và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019. Cùng với tuổi trẻ cả nước, trải qua 88 năm ra đời, trưởng thành và phát triển, tuổi trẻ Nghệ An luôn nỗ lực rèn luyện, xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Ghi nhận những thành tích và đóng góp đó, Đảng, Nhà nước, Trung ương đoàn, các bộ ngành trung ương, đảng bộ tỉnh Nghệ An đã trao tặng cho tuổi trẻ Nghệ An nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt là nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và nhiều năm liền được nhận cờ xuất sắc của đơn vị dân đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên do Trung ương đoàn trao tặng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An bày tỏ lòng tri ân đối với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cán bộ đoàn qua các thời kỳ Đảng, chính quyền, nhân dân Nghệ An đã dành cho tuổi trẻ Nghệ An sự quan tâm đặc biệt và sự giúp đỡ của vũ to lớn trong suốt 88 năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn tổ chức đoàn sẽ tiếp tục được quan tâm dìu dắt để tuổi trẻ toàn tỉnh có những đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tuyên dương 15 gương thanh thiếu niên tiêu biểu trên các lĩnh vực và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019 cho 10 cán bộ đoàn, đoàn viên có nhiều đóng góp trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An. Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 26 tháng 3, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc do đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Sơn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Thái Thành Quý, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban Tỉnh ủy, tại buổi gặp gỡ thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Vinh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Ban Thường vụ tỉnh đoàn và toàn thể đoàn viên thanh niên toàn tỉnh, sức khỏe, đoàn kết, thành công. Đồng thời đồng chí cũng ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà tỉnh đoàn, đoàn thanh niên đã gặt hái được trong thời gian vừa qua, đóng góp vào việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị, sự phát triển chung của tỉnh nhà. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị ban thường vụ, cán bộ tỉnh đoàn phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, lựa chọn những phong trào hoạt động phù hợp với đối tượng thanh thiếu nhi, tiếp tục công tác giáo dục thanh thiếu nhi tỉnh nhà có hiệu quả. Tiếp thu ý kiến của đồng chí Nguyễn Đức Vinh, đồng chí Phạm Tuấn Vinh cảm ơn sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng chí khẳng định thanh niên tỉnh nhà luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuổi trẻ tỉnh nhà nguyện hứa sẽ tiếp tục dưỡng tâm trong rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền và xứng đáng là thanh niên trên quê hương Bắc Hồ kính yêu. Cũng nhân dịp này, Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An đã nhận được sự quan tâm chúc mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể và các tổ chức đơn vị. Ngày 17 tháng 3, Ban Liên lạc từ cán bộ cơ quan tỉnh Đoàn Nghệ Tĩnh phối hợp với tỉnh Đoàn Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt truyền thống cán bộ cơ quan tỉnh Đoàn Nghệ Tĩnh của các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931 26 tháng 3 năm 2019. Tại chương trình, các thế hệ cán bộ đoàn đã ôn lại truyền thống 88 năm xây dựng và trưởng thành của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhiều ý kiến tâm huyết của các đồng chí cán bộ đoàn đi trước gửi gắm đến thế hệ cán bộ đoàn hôm nay tiếp tục phát huy tối đa tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, góp phần phát triển công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng sâu rộng, xứng đáng là lực lượng tiên phong và tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, các đại biểu cũng đã đến dân hoa tưởng nhớ báo công với bác tại quảng trường Hồ Chí Minh dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, trồng cây lưu niệm và trao tặng 10 xuất quà cho 10 học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Thưa quý vị, tiết kiệm năng lượng bảo vệ trái đất là thông điệp tại lễ đa quân phát động chiến dịch giờ trái đất năm 2019 do tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp cùng Sở Công Thương, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức vào ngày 27 tháng 3 vừa qua. Đây là năm thứ 9 liên tiếp Nghệ An tham gia hưởng ứng giờ trái đất cùng với cả nước nhằm kêu gọi tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi và nhân dân về ý thức tiết kiệm năng lượng tiết kiệm tài nguyên bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu ngay sau buổi lễ đã diễn ra các hoạt động hướng giờ trái đất 30 em học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng giờ trái đất bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu và gần một đoàn viên thanh niên và học sinh đạp xe diễu hành qua các tuyến phố chính trên thành phố vinh với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc hướng giờ trái đất và trong hai ngày 16 và 17 tháng 3, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức thành công chương trình Ngày hội việc làm năm 2019. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động kết nối các doanh nghiệp, đơn vị với các trường đại học cao đẳng, trung cấp và đoàn viên thanh niên, người lao động, phỏng vấn thử thành công thật, hội thảo thanh niên với nghề nghiệp việc làm, hội thảo định hướng nghề nghiệp và kỹ năng tìm việc làm khởi nghiệp cho thanh niên các hoạt động nhằm hỗ trợ các bạn trẻ tiếp cận thông tin về việc làm, tham gia dự tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu phù hợp, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuyển dụng được nhân lực phù hợp. Tham gia chương trình, thanh niên sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết và định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp, trải nghiệm phỏng vấn ứng tuyển, đồng thời có cơ hội tìm hiểu xu hướng, tiềm năng nghề nghiệp, cách thức hội nhập và yêu cầu của các doanh nghiệp đối với các ứng viên tìm việc. Ngày 20 tháng 3 tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà khăn quảng đỏ cho em Lê Văn Tuấn Anh, học sinh lớp 6A, trường trung học cơ sở Tân Dân, huyện Nam Đàn. Khởi công từ đầu tháng 3 năm 2019, ngôi nhà khăn quảng đỏ có diện tích sử dụng 40m2, 3 gian rộng rãi đã được tu sửa khang trang, giúp Tuấn Anh và gia đình em ổn định hơn trong cuộc sống. Dịp này, Hội đồng đội tỉnh cũng hỗ trợ gia đình em một con bò sinh sản và 30 con gà để giúp gia đình cải thiện cuộc sống hàng ngày và trao tặng góc học tập cho Tuấn Anh, với hy vọng đây sẽ là nơi tiếp thêm động lực trên con đường học tập của em. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3, Ban thường vụ tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức hành trình về nguồn theo dòng lịch sử. Tham gia hành trình có đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn, Bí thư tỉnh đoàn, các đồng chí thường trực Ủy viên Ban thường vụ, cán bộ cơ quan tỉnh đoàn cùng các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên của đoàn các cấp, cấp. Đoàn đã có dịp đến thăm nhiều di tích lịch sử trong các cuộc chiến tranh vệ quốc tại hai tỉnh Điện Biên và Sơn La, như Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, hầm đại tướng Võ Nguyên Giáp, các khu căn cứ của quân đội Việt Nam ta đóng trong rừng Mường Phăng, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến trường đối A1, bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, di tích nhà tù Sơn La. Cũng trong chuyến hành trình, đoàn đã tổ chức đợt sinh hoạt với chuyên đề báo công viên theo dòng lịch sử và tuyên dương 12 báo công viên tuyên truyền viên xuất sắc năm 2018 tại bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ. Tiếp đó, đoàn đã đến dân hoa dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ đối A1. Chuyến hành trình là dịp để thế hệ trẻ có cơ hội tìm hiểu lịch sử tại các địa chỉ đỏ, đồng thời góp phần giáo dục cán bộ, đoàn viên thanh niên về truyền thống đấu tranh cách mạng và thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ. Qua đó phấn đấu rèn luyện thêm bản lĩnh chính trị, hun đúc tinh thần hàng ngày hơn trong học tập, lao động và công tác, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp với trường Đại Phình, tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức chương trình trải nghiệm một ngày làm sinh viên thu hút hơn 1.000 học sinh trung học phổ thông của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Hoạt động trải nghiệm một ngày làm sinh viên thu hút hơn 1.000 học sinh trung học phổ thông của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Chương trình được tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với trường đại học Vinh tổ chức vào sáng ngày 25 tháng 3 với nhiều nội dung trải nghiệm như tham quan môi trường đại học, tham gia các hoạt động học tập, thực hành, rèn luyện của sinh viên, trải nghiệm các tiết học, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đây là hoạt động phong phú và bổ ích giúp các em học sinh nhận thức được những kỹ năng cần thiết phải trang bị rèn luyện và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay cùng ngày tỉnh đoàn tổ chức hội thảo kết nối công tác đoàn trường học bàn về các giải pháp triển khai hiệu quả phong trào học sinh bà tốt trong đoàn trường học đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm tại đơn vị mô hình hay cách làm sáng tạo để triển khai tốt phong trào cũng trong tháng 3 này, các cơ sở đoàn tiếp tục sôi nổi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thực hiện chủ trương của Ban thường vụ tỉnh đoàn về việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, sáng ngày 11 tháng 3, thị đoàn Thái Hòa tổ chức lễ khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái cho gia đình anh Cao Văn Tráng tại 63 Sáng Nghi Thuận với tổng giá trị 40 triệu đồng. Đây là sự quan tâm hỗ trợ của Ban thường vụ tỉnh đoàn cùng với những tấm lòng thơm thảo từ các đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân trên địa bàn thị xã có phần động viên kịp thời gia đình anh sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019, thì đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Tây Hòa đã phối hợp với chi đoàn công ty cổ phần xây lắp cơ khí 250 tổ chức tra quân làm công trình tháng thanh niên, lắp đặt khu vui chơi tích hợp tại xóm 2 xã Nghi Tiến trên nền diện tích khu đất 300 m2 ngay cạnh nhà văn hóa xóm, hơn 100 đoàn viên thanh niên thị xã trồng hơn 100 cây hoa và lắp đặt 4 xích đu, một xà đơn, một xà kép, hai máy đi bộ trên không. Công trình ước tính tổng trị giá trên 15 triệu đồng được hoàn thành trong niềm vui phấn khởi của đông đảo bà con nhân dân và các em thiếu nhi. Ngày 15 tháng 3, huyện đoàn Quế Phong phối hợp với đội biên phòng hành dịch, ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên phù hoạt, cấp ủy chính quyền xã Nằm Giải tổ chức thực hiện công trình thanh niên cấp huyện làm đường bê tông liên bản tại bản biên giới Piêng Lần, xã Nằm Giải với chiều dài hơn 100m, sửa chữa tạo mặt bằng 200m đường và tiến hành đổ sân bê tông nhà văn hóa cộng đồng bản Mèo, xã Nằm Giải. Ngày 26 tháng 3 năm 2019, huyện Đoàn Quế Phong tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Tại đây, Ban Thường vụ huyện Đoàn đã tuyên dương 10 cá nhân xuất sắc tiêu biểu và có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất và các hoạt động trong công tác Đoàn. Ngày 15 tháng 3, Hội đồng đội huyện Con Cuông tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn và công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên năm học 2018-2019. Với nhiều nội dung và hình thức thể hiện phong phú, ngày hội đã thu hút đông đảo các bạn thanh thiếu nhi lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết sáng tạo trong công tác đội và phong trào thiếu nhi huyện nhà. Ngày 20 tháng 3, huyện Đoàn Con Cuông tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Ban Thường vụ huyện ủy với cán bộ đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã giải đáp thắc mắc của các đoàn viên thanh niên một cách thấu đáo, đáp ứng được nguyện vọng của đa số đoàn viên thanh niên về các nội dung. Đây là dịp để lãnh đạo huyện lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, từ đó đưa ra các cơ chế chính sách phù hợp với đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Với tinh thần tuổi trẻ Hoàng Mai tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong tháng thanh niên 2019, đoàn thanh niên thị xã Hoàng Mai đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên học sinh tham gia ngày hội học sinh ba tốt cấp thị xã tại trường trung học phổ thông Hoàng Mai. Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước liên đoàn tại trường trung học cơ sở Quỳnh Lập, giải bóng đá cán bộ đoàn và chương trình gặp mặt tháng 3 chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khám phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân, tổ chức hiến máu nhân đạo, khởi công xây dựng ngôi nhà khăn quảng đỏ tại xã Quỳnh Lộc. Bên cạnh đó, thị đoàn còn đồng loạt tổ chức ngày chủ nhật xanh, kế hoạch nhỏ bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, tạo không khí sôi nổi chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 3, huyện đoàn Quỳnh Lưu tổ chức hội thi đồng diễn khiêu vũ sân trường dành cho khối trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Đây là sân chơi lành mạnh giúp kết nối giao lưu và rèn luyện thể mỹ cho các bạn đoàn viên thanh niên, qua đó góp phần tăng cường, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức đoàn thanh niên trong cả trường. Ngày 17 tháng 3, đội biên phòng Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu phối hợp với đoàn thanh niên xã Quỳnh Thuận tổ chức ngày lễ ra quân hưởng ứng ngày chủ nhật xanh. Sau một buổi hoạt động, các tình nguyện viên đã thu gom và xử lý được hơn 3 tấn rác, làm sạch 1,5 km đường biển, và 800m đường mương dẫn nội đồng, hoạt động thể hiện sự xung kích sáng tạo của tuổi trẻ huyện nhà trong việc bảo vệ môi trường. Ngày 17 tháng 3, tại trường Trung học phổ thông Bắc Yên Thành, huyện Đoàn Yên Thành tổ chức chương trình Ngày hội Đoàn viên năm 2019. Ngày hội diễn ra với ba hoạt động chính: hội thi vũ điệu xanh, hội thi sáng tạo trẻ và hội thi tự hào đoàn ca. Ngày hội là dịp để các đơn vị gặp gỡ giao lưu và tăng cường tinh thần đoàn kết trong mỗi đoàn viên thanh niên và giữa các đơn vị. Sáng ngày 16 tháng 3, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai mạc giải thể thao truyền thống lần thứ 16. Tham gia giải năm nay có 21 đội bóng nam và 6 đội bóng nữ. Giải đấu diễn ra trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 3 năm 2019 tại sân cỏ nhân tạo Hưng Phúc, thành phố Vinh. Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải nhất bóng đá nam cho đội Công ty PTS Nghệ An, giải nhất bóng đá nữ thuộc về đội Khách sạn Sài Gòn Kim Liên và hai giải nhì, bốn giải ba cho các đội. Trong tháng thanh niên năm 2019, huyện đoàn Tân Kỳ đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thanh niên tỉnh tổ chức thành công ngày hội tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho thanh niên và người lao động huyện Tân Kỳ. Tại ngày hội, đoàn viên thanh niên và người lao động đã được lắng nghe thông tin về ý nghĩa của xuất khẩu lao động và tư vấn về những cơ hội việc làm trong và ngoài nước. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm giúp đoàn viên thanh niên và người lao động trên địa bàn huyện có cơ hội tiếp cận được các cơ hội việc làm với những nơi tuyển dụng có uy tín và hợp pháp tích cực triển khai tháng thanh niên năm 2019, huyện đoàn Quy Hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Ngày hội đoàn viên tổ chức điểm cấp huyện với chủ đề Tuổi trẻ tình nguyện vào sáng ngày 18 tháng 3 tại trường Trung học phổ thông Quy Hợp 3. Tại đây đã diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi và lễ kết nạp đoàn viên mới cho 100 thanh niên ưu tú. Ngày hội học sinh bà tốt năm học 2018-2019 được tổ chức điểm cấp huyện tại trường trung học phổ thông Quỳ Hợp 1 vào chiều ngày 25 tháng 3 với các hoạt động kết nạp đoàn viên mới, thi các tiểu phẩm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thi nhảy dân vũ, chơi các trò chơi dân gian. Tòa đàm kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và gặp gỡ nguyên cán bộ đoàn qua các thời kỳ vào chiều ngày 26 tháng 3. Tại buổi tọa đàm đã ôn lại truyền thống về vang của Đoàn Thanh niên qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, được lắng nghe các đồng chí nguyên lãnh đạo đoàn qua các thời kỳ chia sẻ những kinh nghiệm và định hướng hoạt động trong thời gian tới để đoàn hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Tiếp tục các hoạt động sôi nổi trong tháng thanh niên năm 2019, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đồng loạt triển khai thực hiện ngày chủ nhật xanh, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ em và dịch tả lợn châu Phi. Với các phần việc cụ thể như thu gom rác tại bãi biển, biến các điểm đen môi trường thành vườn hoa xây dựng vườn thuốc nam điểm vui chơi làm sạch các tuyến đường dọn dẹp vệ sinh các trụ sở cơ quan đặc biệt là các địa điểm phục vụ nhân dân từ bệnh viện trạm xá chợ đến các điểm trường học hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia cũng trong thời gian qua các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền đến đông đảo tầng lớp nhân dân đặc biệt là đẩy mạnh nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi về lợi ích tác dụng của việc học bơi đối với sức khỏe và cách phòng chống đuối nước đồng thời tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ hướng dẫn viên nhân viên cứu hộ trên địa bàn Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến ngày càng lan rộng, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo đoàn các cấp tích cực tuyên truyền và kịp thời tổ chức các đội thanh niên xung kích phối hợp triển khai phun tiêu độc khử trùng tại các chợ và hố rác tập trung. Bản tin từ Trạch Nghệ An đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Để xem các số tiếp theo của chương trình, quý vị vui lòng truy cập vào website www.tinhdoanngheanh.vn hoặc Facebook Tỉnh Đoàn Nghệ An. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vinh Media đã tài trợ thực hiện chương trình này xin chào và hẹn gặp lại